nên anh em cứ thấy tin tưởng kể các cháu, mọi người yêu quý Tiên Liên thì mọi người hãy, mọi người không phải an tâm, mình làm trang mạng mà mình biết. Nó thật sự anh em, người ta bảo rồi, bảo chó sủa người mới đi. Những con người nó không bằng mình thì nó hay tô xích mình. Chứ nếu con người ta đàng hoàng thì không bao giờ ta tô xích mình, đúng không anh em? Đúng không mọi người? Nên là lắm lúc thỉnh thoảng phải trả lời chúng nó một tí, chúng nó lại buồn, nó comment nhiều quá, mình thì không trả lời chúng nó chửi mình nhiều quá, nhưng mình cũng phải nói một tí thế thôi. Chuẩn chú giờ cháu mới hiểu. Ok cháu nhé. Vũ Hiếu cảm ơn cháu Alex. Vũ Hiếu đã dành cảm chúc cháu và gia đình những điều tốt đẹp nhất cuộc sống. Chuẩn anh ơi, để ý bọn, ôi trời ơi, anh cảm ơn Usen 70491242 428889 nhé. Đi đâu? Biết Hải Tư. Biết Hải Tư. Quảng không? Hải Tư nào nhỉ? Trung Đỗ Quang. Anh Tuấn Con. Giam riêng. Không anh Tế. Anh Tuấn Con còn giam. Anh còn em ơi, bố của bạn. Anh còn. Anh ấy chắc khi giam riêng đến lúc về. Riêng anh Tuấn Quan thì khi bị án đến giam riêng, hết án thì đến giam riêng, chắc là hết án là giam riêng ra. Mới bật máy nghe anh nói thấy rất đúng, anh cảm ơn Tinh Nguyễn nhé, anh cảm ơn Tinh Nguyễn nhé, chúc em và gia đình những điều tốt đẹp nhất cuộc sống. Cho em lên live phát, anh bạn kẻ tầm thường, Thế Liên đang nói chuyện với mọi người chút. Mẹ thằng Phét, Tuấn Nguyễn biết Phét vào xem mình là gì à, thế chính tỏ bạn về, bạn nhổ bọt đi lên rồi. Anh nói dễ nghe thế, thế là cảm ơn Tình Nguyễn nhé. Bạn nó về, bạn nhổ bọt đi lên rồi. Một người đã không thích mình thì còn vào xem mình like để làm gì, đúng không? Tôi mà không thích bạn, bạn có nói hay thì tôi không bao giờ tôi vào, tôi nhìn thấy mặt bạn là tôi đã lướt rồi. Nhưng bạn này, bạn biết tôi lên phép mà bạn cứ vào bạn xem thì tôi không hiểu là bố mẹ bạn sinh ra cho bạn ăn học để làm gì. Thế bạn lại không thấy nhục mà. Tôi lại thấy mừng khi là những cái loại mà đã không yêu quý mình rồi, nhưng là mồm thì nói vậy nhưng là vẫn cứ thích vào nghe mình nói chuyện, thì chính tỏ là con người là không có lập trường. Mà đã không có lập trường thì mình không chấp cái loại đó, đúng không anh em? Thì chú Tế vẫn phong độ lắm ạ. Chú cảm ơn Tuấn, anh Tuấn nha. Chúc cháu và gia đình những điều tốt đẹp nhất cuộc sống. Chào Lưu Thương nhé, Lưu Thường nhé. Hello cu à, Lưu Thường. Nghe có vẻ hơi lặng nhỉ, cu à, kinh nhỉ. Gấu nhỉ, về cũng gọi bố một cu à. Ra xã hội gặp người hơn tuổi, người ít tuổi cũng gọi một cu à. Thế Điền ra xã hội các cháu bảo là các cháu chưa giờ dám nói cử các cháu là cu. Bạn bảo tôi là cu thì chắc bạn quen mồm với bố mẹ bạn rồi nhỉ. Chúng mình gọi bố mẹ bạn là cũng cu ơi, ra tạo hảo đúng không nhỉ. Chào Đức Trọng nhé. Chú sinh năm bao nhiêu, chú nó 776 thôi. Sang 1976. Con đâu trên nhà? Dạ không, bằng bố cháu ở trên nhà.